Người ta vào người ta cân trực tiếp cho anh ở bên đây. Con này gọi là con gì anh? Con mai. Con mai à? Con này giống con cua nhỉ? Con nó cắn à? Nó cắn nó chậm chậm vậy, mình thấy nó đần đần vậy, nó tám một cái lên. Thường là đi vào. Thường ngon nhỉ? Xin chào tất cả quý vị nhá. Mời quý vị cùng đến với bãi biển Kỳ Anh nhá, ở Hà Tĩnh nhá. Đấy, bãi này thì rất đẹp, vừa có cát vừa có đá luôn. Đây là cái đường xuống làm bằng chỗ này thì ui xuống hơi khó bởi vì có đá với cả lồn nhồn. Chỗ này làm đẹp hơn rồi này, có cái trơn có cái đường bằng tre. Ui rồi trơn cái dép mình nó mà nó trơn. Ui giời ơi, chỗ này ban đêm thì có đèn này nó sẽ sáng đẹp với nhau. Bằng tre này nếu mà đi chân đất thì nó sẽ ấy hơn nha quý vị. Ui ơi, sóng đánh rất là mạnh nhá. Nghe thấy ui luôn. Ở đây thì có một con đường ven biển nhá, nó chạy ven biển đi ô tô được luôn. Đường nhựa. Nó bao la luôn đấy quý vị. Này là bãi đá này. Đá này người ta là san cả xuống nữa rồi nha quý vị, bởi vì người ta làm quán ở trên này. Ôi. Chỗ này nó có những cái vết đen đen này. Đây là dọc bờ biển hướng ra ngoài Bắc nha quý vị nha. Hướng này đi ra ngoài sẽ là miền Bắc. Đấy, quý vị nhìn thấy nó đẹp chưa? Nó có những cái ui đợt sóng mạnh rất là mạnh nha, lên ôi. Nhưng mà để xem là cái đen đen là cái gì nào. Cái này kiểu cát đen nha quý vị, nó kiểu như là bị hay là một cái chất gì đấy nó bẩn ý, hay là dầu mỏ gì đấy. Trắng xóa luôn. Ở đây thì có những cái hòn đá nó lồn nhồn nhiều. Còn đây là đường biển hướng vào phía miền Nam nha quý vị nhá. Biển Kỳ Anh nha quý vị. Chỗ này chụp ảnh khá là đẹp nha quý vị. Còn đây là cái đường lên này, nhìn lại đường lên nha quý vị. Đây nha quý vị, cùng ngắm lại biển, eo biển Kỳ Anh. Kỳ Anh ở Kỳ Xuân, như là huyện Kỳ Xuân, Xuân nha quý vị. Kỳ Xuân, Hà Tĩnh. Biển khá là trong nhá. Sóng đánh khá là mạnh ấy. Đuổi. Đi chưa? Thì có một cái tảng đá khá là bằng nha. Còn đây là phía trước của quán hải sản
Tim Lam 38 nha quý vị. Đấy, quý vị nhìn rõ hơn kìa. Đây nha, quán này ở trên cái bãi eo biển này luôn nha quý vị. Trong này thì có những cái loại hải sản nó khai trọ luôn nha quý vị. Đây là tôm này. Tôm này tôm biển luôn hả em? Ôi. Tôm biển luôn. Dạ. Yeah. Vâng, to hết nhỉ anh nhỉ. Con này khoảng bao nhiêu con một cân? Cái này ấy. Cái này 30 con một ký. À 30 con một ký. Vâng. Ui, nó tươi nhỉ. Ở đây gần đây có chợ hải sản không anh? À đấy có chợ lẻ hải sản. Đây ạ. Ôi, buổi sáng thì anh đa số lấy ở tàu về bán trực tiếp luôn. Ờ. À, buổi sáng là người ta đánh về anh hay buổi à? Buổi sáng người ta đánh về. Xong rồi người ta vào người ta cân trực tiếp cho anh ở bến. Yeah. Con này gọi là con gì anh? Con mai. Con mai à? Con mai nướng mở hành. Ờ à, vâng, con này nhìn. Con 20.000. À, to nhỉ. À, trong này có cả cá mú. Đây. Cá mú. Mực nhảy hôm nay hết có. À thấy không? Độ. Biển mực nhảy là Vũng Áng là nổi tiếng đấy anh nhở, ở đây nhở, Hà Tĩnh này anh nhở. Ở đây là mực nhảy đấy. Vâng. Đây là cái gì, cá mú đây anh? Cá mú. Con này nó hơi không? Sợ nó có gai không? À đây à? Ui. Con này anh nhở? Đây là con cu kỳ. Vâng. Ở ngoài Quảng Ninh gọi cu kỳ, mà ở đây thì gọi là con cục. Ô con này có gì lươn biển à hay con gì đây anh? Con cá chạch biển. Cá chạch à? Đây em quay con cá chạch biển đây. Ôi con này nhìn giống như con rắn ấy nhỉ, nhìn ấy. Mấy con này hơi bé. Bé bé, anh nuôi cho nó đẹp con. Tôi xem con cu kỳ này nào. Con này giống con cua nhỉ? Con nó cắn à? Nó cắn nó chậm chậm vậy, mình thấy nó đần đần vậy, nó tám một cái là chảy máu. Vâng. Ui. Rồi trong này tôm hùm. Tôm hùm xa quá nhỉ? Xa. Tôm hùm đây là bạo là tôm hùm nuôi à, tôm hùm biển tự nhiên đấy. À ôi to nhở, tôm hùm biển tự nhiên đấy. Còn đây bán lặn biển này lên bán cả đấy. À bán cho anh tôm mùa này cũng hết rồi đời. Tại sao là ai anh thử vớt con lại lên một tí thế nào, con to rồi này. Cái này là bán như nào anh? Cái này một ký 1.2 triệu em. Ồ, 1.2 triệu là chế biến cho mình sẵn rồi đi. À đúng rồi, con nhỏ là 1 triệu. À con bé 1 triệu. Vâng. Hình như tôm hùm nó có nhiều loại phải không anh? Bông tôm hùm gai cái gì đấy phải không anh? Đấy là tôm hùm nuôi. Người ta tôm hùm bông, tôm hùm gai, tôm hùm xanh, tôm hùm ấy là đó là tôm hùm nuôi. Còn tôm hùm đỏ này là của anh là tôm hùm tự nhiên. Vâng. Trong những mấy cái loại đấy loại nào là chất lượng nhất anh? À, loại tôm hùm bông là ăn ngon. Ừ. Bông cũng có tự nhiên à? Không, bông ít lắm. Hồi xưa nhiều bây giờ không có. À biết. Bây giờ chắc đánh bắt hết rồi anh nhỉ? À. Thỉnh thoảng người ta mới gặp được một con thôi, vài con. Vâng. Wow. Anh mở quán này lâu chưa? Mở quán này mới được 3 tháng. À, mới thôi anh nhỉ? Anh mới làm được 3 tháng. Vâng. Đây là bãi biển này là mới cũng dãy này cũng mới cũng mới à? Eo biển Kỳ Xuân. Kỳ Xuân à? Đây là gọi eo biển Kỳ Xuân. Vâng. Đó, vâng. Ok anh. Hôm. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món mì xào hải sản. Đấy, quý vị nhìn này, mực này ngon chưa? Ngao em ở gần đây không? Tôm. Em ở cách đây một cây ở trong này. Mặt trứng này. Bên kia. Nó là làng. Lúc anh đi xuống. Còn đây là canh hàu nha quý vị. Đấy những con hàu này, béo múp luôn. Canh hàu có giá, có cà chua và có mà bình thường chắc là thứ bảy nha, tới có dứa. Đây là ớt này. Đường ớt này. Xì dầu này. 4 giờ chiều đến 8 giờ đêm. Hà Nội có cả Long có du lịch. Thường là đi vào đi ra. Lúc đi vào người ta ghé, đi ra người ta cũng ghé. Thank you.
đi. Cái này vừa mới mua lại đủ. Ngon nhở. Giòn giòn, dai dai, nửa khô. Ngon. Ăn ở đây không khí gần biển mát luôn. Cảm giác hơi ngọt ngọt mà nó không đậm đà bằng cái vị của hàu nướng, hơi nhạt nhạt.
giữa buổi sớm buổi chiều rồi hết cơm. Xem nha quý vị, bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Đây nha quý vị nha, đây là hóa đơn này. Đây bãi biển đấy nha quý vị. Ngày mai là bị ảnh hưởng bởi bão số 2 nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha.